Nếu còn tặng từ ngân hàng âm phủ, ngân hàng địa phủ mà ngoài có buồn không? Sao không buồn? Đố bữa bỏ tiền giả không lớn phải không? Giờ tôi thật là hồi bữa đó là nhà chọc tấm tiền nó sao để xuống kìa. Sợ rồi kìa, ông không dám lấy tấm tiền đó luôn rồi. Kính kính tiền tôi là con nuôi tôi được rồi, con vui rồi. Đúng rồi. Bữa giờ 19 nó chịu, giờ 18 không chịu phải không? 19 luôn à. Ổng đâu rồi, sao ổng ở với ngoại nữa? Ổng rồi. Ổng chở muối không đi bán rồi. Đó. Không có đâu, gọi được cái vợ con. Ê, đã phải rồi. Chắc là ổng đi ra Hà Nội rồi đó, gọi được cái vợ. Vợ rồi đó. Ủa, đằng này đi thì tướng kênh kênh chà. Cấm nó cấm gì, cầm gầm gì đây. Ừ, có hai cái gì. Ủa, lộn bên đây, tướng gì đẹp trai với ta. Cà ngoại mới vô. Ồ. Cà chưa tới mới tới vô. Tới rồi. Khu làm tới rồi đó. Vô nữa đâu, bà ngoại ơi. Ngoại ơi, ngoại. Ngoại vậy nói chuyện cho con chứ không ngoại. Thôi ta tắt cái đó chút xíu đây. Trời ơi, bữa nay cháu gửi vô tới rồi. Con không lại nào, ngoại nằm ở đây nãy giờ, ngoại có thật lại gì không? Gì? Ngoại nằm đâu có thật không? Ồ. Chăm sóc mà, chăm sóc cho ngoại mà. Quá lịch sự. Chăm sóc hết cái gia đình này luôn hả? Ồ, hay ta. Chăm sóc gia đình này. Đúng đó tượng rồi đó. Nói vậy phải vậy không? Phải. À mà, ngoại ơi. Con đâu biết con tới đây con làm gì không? Con hỏi thăm chút phở. Có vụ mà bữa con tặng từ ngân hàng âm phủ, ngân hàng địa phủ mà ngoại có buồn không? Sao không buồn? Đốt bỏ rồi. Buồn hả? Ừ. Bữa đâu con tới con cho tiền sáu cho ngoại, ngoại chịu không? Gì? Đưa tiền sáu cho bà. Đưa tiền sáu cho bà chịu không? Giống giống tiền bữa đó đó. Ồ. Tiền gì? Dạ, tiền là... Kêu ngoại nhìn kỹ nha. Tiền của cô Vinh. Tiền của cô Vinh. Ở đâu? Ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Phú Nhuận nha. Cô Vinh tặng nha ngoại. Cô Vinh tặng ngoại đó ngoại ơi. Ngoại phải cảm ơn cô Vinh. Coi tiền, coi phải tiền giống ở đó không nghe. Coi phải tiền giống ở đó không? Đưa tiền duyệt đó. Tiền phủ nha ngoại. Tiền phủ á. Ngoại có lời nói có chuyện không? Không, coi chừng tiền phủ đó đó nghe, cô ngoại nói kìa. Coi tiền thiệt phải hỏi ngoại phải không? Mà phải không? Không biết hả? Hỏi ngoại cái tấm tiền đó sao để xuống kìa. Sợ rồi kìa. Ông không dám lấy tấm tiền đó luôn rồi. Bây giờ con tấm còn tấm nữa hả? Không. Sao? Tấm đó chưa? Bây giờ có cái gì nữa không? Còn tiền ông phủ lớn nữa không? Không bảo, bảo. Có tiền ông phủ lấy nữa. Giờ dính nếp. Cái tiền ông phủ ngoại không có xài. Nghe không? Nếu có thằng là mới giữ hả? Nếu bữa nay tiền này là tiền thiệt nè. Đó mới có tiền này là tiền thiệt đó nghe. Tiền này giống tiền bữa đó. Con trao tiền cho ngoại. Ngoại bây giờ ngoại sợ đó. Ngoại là bữa nay con trao tiền đó mà ngoại được cái buồn con nữa. Bây giờ nè. Chiếc nhẫn này là tặng cho tao đi. Con ngoại là tặng cho con nữa. Tiền có đời làm sao? Tiền có đời. Sắm khác. Trời trời. Bà nghĩ con hỏi là già hơn sao mà sắm. Mày cứ tiền phải lo cái hai. Có hai. Người chừng đó con mua cái đồng hồ con tặng luôn nha. Có đồng hồ, tại cái đồng hồ bữa con đeo con đi mò ốc với mẹ vợ. Bị nước cứ vô nó hơi rồi. Ê, đồng hồ tặng ai rồi? Hả? Đồng hồ bữa mẹ tặng ai rồi? Đồng hồ hơi bỏ rồi. Sao vậy? Nó chưa có mặt cưới ra ngoài, nó chưa có mặt cưới ra ngoài. Mò ốc làm sao mà da tâm thì cứ cưới ra ngoài luôn. Chắc được đâu vậy? Chắc được áo gì luôn. Mời sắm đồng hồ khác. Sắm đồng hồ khác đi. Vậy hả? Nè. Mày cứ tiền mày mua già 24 không nha. Giờ 18 nó không chịu. Dạ biết rồi, con biết. Con không có mấy thử với ngoại luôn á. Có khả năng mua không? Có khả năng mua. Giờ bằng gì mà mua, mày đi chơi về hoài bằng gì mua? Rồi con cố gắng đi làm. Được không? Được. Con làm cái gì cũng có tiền hết trơn á. Đi làm mướn làm mơ là làm cái gì cũng có tiền mà con để con dám kính tiền đi là con nuôi tôi được rồi con vui rồi. Đúng rồi. Bây giờ 19 nó mới chịu, giờ 18 không chịu phải không? 19 luôn hả? Giờ 19 luôn. Ờ, chơi lên luôn, 18 chị... Chơi lớn luôn ngoại, con bây giờ có chơi lớn ngoại chịu không? Gì? Chơi lớn gì? Coi ngoại, nói chung á... Coi, tại... Chở làm gì quét nhà? Tại quét nhà. Tưởng nó hết hộ chứ. Quét nhà chứ ngoại á. Chơi lớn rồi. Quét rồi chắc khách đi hết quá. Kìa, ngoại không dám cầm tiền nó luôn rồi, sao kìa, đưa tiền đây. Ngoại nói con nghe nè. Đi qua bên vợ, nói chuyện cho đàng hoàng, đâu vậy đó. À. Dạ, biết rồi, còn biết. Đi, ví dụ đi qua thì qua phải đi nói tao trước, thưa ngoại con mới qua. Em. Dạ. Để tao mày đi qua. Mẹ đó, con mới tới, nghe không? Giờ mày nói chuyện ngang thì sao được? Thì trời nói chuyện đâu có ngang đâu, con nói chuyện con thuê ngoại mới qua, thuê vợ mới qua, thì thuê ba mẹ rồi con mới qua đâu.
Được thôi, vậy tới con cũng ra luôn. Thì ngoại thông cảm đi, con hơi khờ chút. Ngoại con ngoại thông cảm cho con khờ chút đó. Khờ mà biết đi cũng vợ nha. Trời ơi, cũng vợ. Vụ đó thì hữu khỉ được. Vậy lắm không hữu được, đó đi. Ngoại tại tôi còn có cầm đó đưa cho ngoại thôi, ngoại không dám lấy rồi kìa. Nói cứng tiền ngoại kìa, ngoại sợ rồi. Hả? Tấm tiền giống tấm tiền bữa đó nè. Gì? Mang cứ tiền về mặn cái gì? Cứ tôi về mặn cái gì đó hả? À. Hữu hỷ. Hữu hỷ. Động phòng. Con có cái phòng riêng luôn. Tôi không nhận con bởi có cái phòng riêng luôn. Con nói thật luôn. Có máy lạnh luôn. Máy lạnh camera luôn. Gắn thẳng trong đó đó. Cái đó bắt trực tiếp chơi. Hữu hỷ chơi. Vừa hữu hỷ vừa bắt trực tiếp luôn hả? Giờ có hai chồng đang qua đang lạnh. Mẹ con bấm tầm máu tầm coi tít 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 là hết hai đứa chồng của lụm đó. hai chồng con làm trong buồng ngoài biết chân không? Con công ra bên của lụm với tôi là chưa 24 chưa 24 không nữa. Mới ra bình luận của lụm hữu hình hay quá rồi có cần. Đó bây giờ phải trực tiếp kiếm tiền luôn trời. Hay ha. Hữu hữu đúng rồi là con hữu hữu biết làm gì không? Đỡ con ta lên phong banh cho mọi người coi. Nè, thí dụ mày thương tiên dùng tiên nó không chịu rồi con tính cho. Trời mà quan tâm con hơn trơn mà tôi có chịu con rồi. Nó chịu thẳng rồi đó. Nó bằng mặt mày nó không bằng lòng. Nghe rõ chưa? Rồi, trời ơi mà bây giờ đó con nói làm sao cho nó bằng lòng có được. Cháu nào nè. Cháu nào con dắt nó đi ăn con nói chuyện với đó. Cháu nào con dắt nó đi ra công viên ăn là con nói chuyện cho nó dễ dàng luôn. Con coi có bằng lòng hay không à? Nó không đi đâu. Tin là mới có mấy giờ chịu nó đi sớm hả? Coi như tôi là tới 10 giờ mới về đó. Nó đi kinh bảy nó chơi rồi. Trời ơi. Kìa tặng tiền cho ngoại coi, tấm tiền giống tấm tiền của đó đó, coi kỹ coi. Coi kỹ là phân tiền. Nó đi lụm nữa nè, tấm tiền này lụm nó gì nè. Cái bữa tình giả không lớn phải không? Giờ tình thật nè. Hồi bữa đó là chọc ngoại thôi, bữa nay là có bữa đó chọc ngoại ở Phú Nhuận biếu cho ngoại 500 ngàn nha ngoại. À cái đó là tiền thiệt đó. Biết rồi. Đừng có đem đốt nha trời. Tao dặn ngoại đừng có đem đốt nha cô đậm bữa đó tiền chưa đốt dặn tiền này đừng có đốt có phải mà biết tại sao bữa đó con trọng trường giả không tao giờ bữa con trọng ngoại cho ngoại vui thôi rồi bữa đó mới tặng tặng tiền thật nè lấy lòng ngoại ha tặng cho ngoại yêu đời cho mày trẻ lên thôi tặng cho ngoại yêu đời con á mày làm sao mà trời vừa bụng tao đó mà mày phải ra rồi đó không phải đi hả không đi thôi ông này đó ông tay ngoại đi ông tay ngoại đi không lấy lọc đi không lấy cái lọc ngoại đi không kiểm soát đi mày nói con nghe nè mày qua là ăn thua với bà vợ á dạ. Ông bà vợ ông dễ hôm đó là ông ngoại mày cưới tao ăn thua là má tao không á nói vậy mày hiểu rồi hiểu chưa dạ nói được ngoại đi rồi ngoại đi qua ngoại đi hiểu không quạt và liếc dữ vậy đổ mồ hôi tới giờ là không khấn hả quạt hay là quạt quên ông ơi mà tôi bao tay lớn mà bà nói chuyện với ông bà vợ vợ cho đàng hoàng mày nói với bà mày biết tao nói gì bao tay nói chuyện với mày ba với mẹ phải cho đỡ phép đúng rồi nói chuyện tao phải cho đó biết rồi nó hiểu không biết chưa bà ông bà phải nói cha mẹ đó dạ con đó, ý nói chung là không hiểu lòng hồng bình thường thôi mà coi chúng chó là coi rắn máy lạnh trước cái đợt sau là coi rắn camera mà làm sao làm với bên nhà mày chứ mày đâu có biết hay là cứ ở đây mà về bển anh chịu không có về bển ngủ ngáo quăng quăng á luôn không ngủ đây luôn thôi con ngủ ngà mẹ tặng con tương hòa luôn ngủ là mẹ mày ngủ trước tiền con buồn đóng cửa lại được không ngủ mới cho ngủ chung trả vừa cưới giờ là phải ngủ chung thôi ta giao rồi đi cưới vợ 3 năm mới được quyền mà ngủ chung dạ chứ còn đỡ còn năm nữa ừ mới được tao rồi. Đó là ông ngoại mày cưới tao nè 3 năm mới có cho ông ngoại bà ông ngoại ơi ông ngoại ông cưới bà ngoại hả ừ vậy là ông ông lấy tao theo thôi vậy là ổng đâu rồi ổng đâu rồi sao ổng ở với ngoại nữa tiêu muối mà ổng chở muối ông đi bán rồi dạ không có đâu vợ được có vợ con ê chắc là ổng đi ra Hà Nam rồi đó, gọi được cái vợ. Vợ rồi đó. Hỏi nào ngoại đi theo ổng nè. Hỏi coi. Giờ ông ngoại đi rồi, còn bà ngoại chừng nào mới đi. Tao đi với tao dẫn mày theo. Nó mừng quá. Mình thì bảo muốn với ngoại rồi, biết sao mình sao. Ngoại. Chứ con cúng bà là con đứng xa xa nữa, không dám đứng gần cho tao đâu. Sao con sợ bà bắt con đi lắm. Trời bắt đầu sợ gì? Ném tay mày dẫn đi thôi có gì sợ? Trời ơi trời.
Bây giờ có chuyện nào thượng hồn gì không trời? Nè, trước kia bà đi thôi, ngoại có điện thoại đi một mình đi. Không. Có gì con tâm đốc ngang bà, con nó thấm tiền con thảy xuống luôn. Không, dẫn mày theo à. Cháu ngoại mà. Không có dẫn được. Cháu ngoại cháu dễ mà. Dạ hả? Ừ. Dẫn theo cơm ăn. Dẫn theo mày nấu cơm tao ăn chứ mày mua cá mắm mày kia nội à. Bây giờ chị. Chúc ngoại sức khỏe đi, mình đi qua bên. Chúc ngoại, con chúc ngoại chúc khỏe nữa à. Coi là điện ngoại là con nói với cái này đó để cho ngoại ưu đời. Ừ. Đúng chưa? Đúng. Đúng. Coi giờ để con bảo bảo con giật mẹ con nha. Ừ. Rồi nói với ngoại nè, cái đó là tiền thiệt đó nha. Ngoại cái đó tiền thiệt đó. Cô Vinh ở Phú Nhuận đó. Biết biếu cho ngoại 500 á. Dạ. Biết rồi. Rồi bây giờ mình đi qua bên bây giờ đi. Bỏ lại đây. Biết rồi. Thôi ngoại đi con ngoại ơi. Thôi vô tư đi, con vô tư. Rồi, xin chào khán giả, hẹn khán giả những video tiếp theo nha. Gặp lại cô Lộng rất là vui nha bà con.